Dạ, mẹ con bán ở ngoài chợ. Chiều anh hai chở con về tới cái chỗ hàng rào. Anh con quẹo một cái nên con bay vô hàng rào. Ừ, vậy hả? Vậy khi mà anh hai chở con thì anh hai chở con bằng xe gì? Dạ, xe máy. Rồi lúc đó con có đội mũ bảo hiểm không? Dạ có. Rồi khi té thì Mai Thảo té làm sao? Dạ con không biết. Lúc con té xuống con không nhớ gì nữa. Vậy thì khi tỉnh dậy thì con lúc đó còn sao? Lúc con tỉnh dậy con thấy con đang ở trong bệnh viện. À, là khi tỉnh là thấy nằm trong bệnh viện. Vậy là con nằm viện mấy ngày nè? Dạ chủ nhật đến thứ tư thì con về. Tận 4 ngày lần hả? Rồi lúc đó bác sĩ nói làm sao? Dạ bác sĩ nói con tụ máu bầm trong não, uống thuốc nó tan ra. À, vậy là chỉ cần uống thuốc thôi đúng không? À, khi mà tỉnh dậy thì con thấy cái nón bảo hiểm lúc con đội bị té xe nó như thế nào? Dạ, trời hết trơn.